nâng đời xa dân mình ban sập sai bồn miền trời màu và toàn ban bình năng nhận vô sạch dân khác khỏi thảo đằng bóng vô thỏa ban và cả tam thầy tam ấy là vợ dân phần sau mai nâng việc đăng ấy thành nơi chết được nấu ngày nơi ngày được nấu chết rằng bản minh là ông cha ban nằm thờ bài bồ ràn bài bồ ràn dưỡng bên miền bài bồ ràn đây là o đây ta mền đấy là ngày bài bồ ràn là o bờ chỉ tu tứ thì khổ son nâng cứ trâu từ miền cây chỉ vọt nâng tai mặt đòn sập ngày nư thì khổ xa mà nấy sân tới phlịch khluôn rừng nâng mặt hỏi đài rồi bị khó xa mà này nâng trừ miền ổ bạch chế hay nâng ạ à chà bởi nhiệt nhóm mà nâng sạch lư nhiệt nhóm chọn riêng chọn từ sạch xa chỉ mùi cửu ná nâng với sạch lư nhiệt nhóm ná vần đây bởi bị khó xa mà này chăm bách trừ tầm miền mỏ tam vì nấy tam vì nấy trừ miền vọt ạ à chá vọt ổ bạch chế chỉ vì khó bà riêng chát ô bà chìa nóng bằng riêng à cha nóng bà riêng ban được dạ kàn pram cho năm hới nâng ai chênh bì kru ô bà chìa ai chênh bì kru à cha đòi mình bạch vô vọt nâng tiệt đề bằng là vọt ô bà chìa dân hói pram cho năm bà vọt à cha nâng chê tử vô tư tử riêng sắc xa khăn ông xùm nạ kru nâng có tên tử vô vọt à cha anh nhớ ông chung là chung mà cha miền vọt vọt ở cha miền này tha vô cách pro để bắt khnông ở cha vô bị khọ ông nà muối chỉ kru rồi hai có thưa cách chỉ vọt pro để bắt chấm po kru ở cha nô đôi chỉ tăng pi bẩn lâm tôn bẩn lục nắng chui mờ cả khọ trừ tăng pi điệp chầm cả lai như điệp chầm cột lục nằm môn độc bẩn ba chui điệp chòm lột màu vinh từ tu là ba ấy chẳng á và men tên từ chẳng hơi ở cha nốt còn miên cách tuôn miên prin và đại này nằm bằng hàng phơi từ vinh từ màu chẳng hay bàn nực nồng tiện nắng tha ạch chẹt tạ kê tiền nị thể rau mày hăng thể rô à hăng bệ thể ra sạn thể rô ai chạy tập cái mình thì chập tăng bị ngày này to tới phải đẻ được bao lâu mà chắc cứ chia phải đẻ được bao nhóm phải đẻ được bao nhóm coi chia phải đẻ được bao lùng cha mình thì thay chui khnề từ bên từ màu phải đẻ nước thảo phải đẻ tụt thông ca như cặp bách cặp bốc tụt tua luôn chỉ đẻ bầm rỡ ri ai phải đẻ được bao phải thề ra để chỉ cứu nước cứ cây ca ấp rung từng riêng chẳng á rồi đấy là ngày chắc bán thì họ xa mình này nước lục tay từ miền cứu ở trà hay đại phổ ông bằng cao ở miền vị này bạc nắng bị pru mà nông dân tan từ miền miền nè nhìn nhộng miền miền nè rừng ấn à cây của bạn giấy à ôi ta thôm tịch ôi ta cha hình tịch ôi ta cha hình tịch nắng tăng cái anh cả ngọt sạp pina này chẳng hay ban chưa phổ ông ôi miền mình nuôi mình nè ở rupi nè nắng ai tuôn miền dân bạn ta khai chỉ miền là na và đào bán giáp á mà nữa mẹ nè là ngày chẳng hai cha gia dân vì muốn tranh tại đòi khai và xa ấy chẳng tới từ sầm nạn bạn để bạt thua tới miền ruột cha rồi co bật son rồi co chưa có hỏi ấy cả đó để ai cần điền thua bán tay tay từ vô vật chẳng đài mình men chỉ vì nay bộ phật và nhà tế bên đây dân vô lồng non đôi chứ rồi bọc bật son chẳng đài từ đó có ruột bạt để bạt kru nè muối hay bộ bây giờ đôi lộn cha nằm mình chân đầm bay ấy đầm bay ơi kêu nâng sừng co đăng thà nâng chỉ sợ hết ai như vậy ai bằng riêng ai này nòm cả này thì thoại kêu luôn chân hết lúc ai còn vô ai này nòm mình rừng kia chặt để nâng chân và này dừng là chọn thuê của bán mình chọn thuê của bán và này bật thuê cách chỉ quan chân chân mà cứ tha mình là cọ thì nàng à, ôi ta dân dùl thạch tá vật thọ bồng non để dân thơ nó đầm bầy ấy
hay sông bay bị khọ xong nơi bê đã chênh và xá lục lục miền cạch mũi hạ tha bà và rà nà cầm thằng ngày bà và rà nà chênh và xá thằng ngày bà và rà nà chênh và xá nâng mình bạch thơ ba để màu cái mình bạch sốt ba để màu mà chọp nâng tích rà nà thơ cạch bà và rà nà tại mà tích nâng chọp à vẫn là không cạch bà và rà nà còn nâng nâng đầy nâng đài lục đã luôn ai ở kê tuôn miền từ bình từ máu cứ khởi sang nè đòi bịa thà khồng này mình từng sờ ấy khồng này thành che thà bớt sân chỉ khơi khi mà cần à thưa kho rước cọ bàn lư rước cọ bàn khơi như rước cọ rừng kia thà khi mà cần à nâng miền cầm họ ấy xong lục mà cha nâng chui đạt tường phò tôi đạt luôn ở kê chui mờ chẳng nhé mình là cọ ấy thế vì này nó mình là cọ thế mình đấy và thầy đã có lúc bảo vệ nè xong chẳng đai sang khám bảo vệ sang khám phản tế bảo vệ rê mẹ tịch thê nở vía sụt tê vệ đẻ vía và đẻ sang ca dạ vía thế nế tịch thê nở vía bên đây thật khơi cái đầy khơi nhé bật khơi nhóm gần nè thôi khó ấy ấy sụt tê nở vía bên đây bật khơi nhóm nhóm gần nè bật lư mau lư kinh dây rất có nâu và tục cả bạn khi nó lưu cho cái này thưa ấy khó đúng cái đang mình khởi nhất bên là lưu vì ở tình đồn lưu giấy á vậy ấy về mình tình đồn rất có phải sang ca dễ bên đây ta rùng kia son say mơ tới được ở tình đồn này đòi khơi to cái đấy đòi con tại lưu cái đấy đòi rùng kia thật không cần nè nó ai thưa khó cái đấy xong lộn cha nó bạp cho xong ai cả nhà cô vợ nó bạp cho miền này tha không vì này nó cứ chỉ vì này tí mùi miền cả là này pi dạng sầm khán tí mùi ở dưới nó đặt miền này cho đặt ca và can khuôn nâng cho đặt phiệp miền này rừng tận nâng cho đầm bấy từ tua vô nở ca tị tiên từ tua vô nở ca ọp rúm ông pi nè đó nè đợt tề hai tí pi cứ chỉ ca bác ọc ca ơi nè phong để đầu chết chỉ mùi cái đấy nó hiền prạp rồi mình dân họ ngay mà mơ tới ca prap bịa vật miên phải giỏi kiếm sau hiền prap về thì pru mình chưa chặt ở kỳ prap về mẹ nè manu phê cho nên mình chưa chặt ở kỳ prap tê tại bậc kỳ sơ sáu bàn kỳ prap thả nâng mình xong tê ở nâng mình trâu tê rừng bứt xoắn nâng có ở trong sơn đạp này tôi là prap thả trâu hơi chạt na lõ na hay tiền được luôn này ở lõ vẫn còn nhâm này mẹ nó nâng ai vấn đề mía kia bọc của Phật ắt dương ắt ao dương từ bắt đầu ở rừng kia xa thế ở năng việc mình và bạn từ tua tại ở với để dương và bạn từ tua cứ bịa nền ti rồi có bịa rì quân rồi có bịa đạt tư nè ao dương riêng từ tua là năng ấy vì pru hành năng việc mình ngang việc mình phải em thế vấn đề đôi thằng nằm chứ chừng cá dương mơ khuôn dương ắt chung mới được cái phạm ao dương đăng thọ việc qua trở lọ mềm chẳng nè để ai để dây phạm cùng họ bộ đó dương prap chấm nọt na mùi nó đôi prap cầm nọp ở dương chân để dương ắt bàn đằng để dương mơ khuôn ấy với mình chùm để cho nên đôi được xem cái này tham ăn để dây bị riêng công che tại chưa công che ta thơ tam đôi mình bị cha là nó mình miên ban đây tha ôi bồng bát ở vậy để chia bọc bẹp vào đó dương bàn và cả nó tế ôi từ là ó ôi từ bị miên phải giáo rất xa từ ở đây tệ Pre-sama-sam-put con chân đây. Mình con chân đây bọn thua ta mà thầm thế thầm thua ta mà bọn. Đôi chìa nước nông đàn và chi nâng cư chìa đàn đàn rừng mòm, đàn tốt tại rừng mòm. Bọn sợ sao bị ở với đại phụ sạch và chi nâng thua tăng phi môn màu. Đại thua ai xung cung đàn và chi nâng đi chùm rạng. Bọn ở tôi cài bài đấy bởi khơi thả nâng lộ hết bọn tớ sợ sao. Ưu tiên họ tìm mùi sẽ đạch bạch chí nâng tay tới phải chung khá rươi rươi. Vì phía xa khá nêm bí rừng ấy mình xâm rạch. Đôi ai cử chôn tới tay tay lợt nó phân ông phải chung đầm bấy phải chung xâm rạch. Nâng à, cổ rút ông phải chung nè. Đàn bạch chí nâng. Nâng chẳng. Mà giang tiết nâng. Đàn bạch chí nâng sẽ đạch bạch chí nâng miên chế bạp mùi cứ mình ôi bọc bọc nó mơ nghe sợ trầy. Cứ đạch hạt mình ôi. Miền ca mơ nghe sợ trầy tuần sau rùm lộp bằng tiền ấy nó cứ chấp bắp nó đạch hàn mà nè, hai mà giang tiết bà miền vật thọ bổ ràn vì chát đây chát chát nơi cổ rục nộp bồ chìa
rầm lực đào bộc bẹ bỏ rò chẳng để cây cờ rụp nâng mình cờ rụp trong ban ấy cứ cây cờ rụp nực côn tụi đào bộc bẹ bỏ rò bỏ kì nâu pê đai vỉ đẹp bỏ rò bộc bẹ bỏ rò bỏ kì slap tớ kì thua sổ đô kì thua ấy tớ cây rầm lực tụi đào phiếp khla hàn ca liếc bong rồi bỏ bộc bẹ bỏ rò bỏ kì nâng nâng bây ôi côn trao chùm non cờ rồi nâng vô tụm rạp tàm đó là chân chân của ông mình ôi miền ao cầm chặt bằng chào lẹ bằng chào nè phong sạt sà thả vị trí bị thi muối thôi ở nhà cày những miền mà ở đây to su to tới tiệt cái nhá sát từ rừng là ò nè miền trang miền đào cầm bấy bên nè thắt mai chặt rắm cầm màn chân nội nè hay cổ rục priem cha cha bệt thi cha để thay cổ rục priem cha cha bệt thi cha nó cứ sầm đáy từ đó priem bệt thi cha đại miền bản nhà vì ru mình ao cổ rục ru tại cha thì chỉ bảo cái ta cố rốt priem prit thi cha priem cha prit thi cha đại ha ta cha prit thi cha mền cha thân nào để mền 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 cha ấy mền cha mền cha còn tại cha ấy cha hay thêm prit thi cha nó cứ cha đại mền chấm này đằng phụ cha tạo âm nên chấm này đắng cha khác có phổ biến ở cọ đài mày nhé chẳng cả lại mũi thả phụ sẽ đặt vị trí nước tay tay chưa sẽ đập cha bật thi cha bật thi cha cứ chỉ cha đầy miền ca ọp rúng cha đầy miền ca sắc xa là ó cha đầy miền cùng nứt là ó sầm rạp tuôn miền tiền bật đài nè chấm non cào với nồng dướng có miền đấy cha bật thi cha bỏ dướng miền ta miền đấy cha tung đại quạt ban sắc xa liên sâu là o quạt bập bênh là o miền vấn đề miền bài này ao tại cha trâu thì sẽ đáp về miền này phụ cha là khôi đấy miền này cha là phật tôi là chôn một chút hay tôi có rụng mà nhở này giờ được đại cha nâng bọn tha đàn vật chi nâng cứ cổ rụng priem cha bệt thế bệt thế cha chẳng bịa thật cha bệt thế cha đại miền ca ọp rụng là o nè hay dân chơi mới tới nè đây là o và bắt thua và bây này dân đôi khi chẳng đấy nè đây là o dân thua tới chụp nia lược đây sầm pe ca cổ rục ao nằm tù này nó sẽ tiền lương là o và nè mình cá dân chìm rục trâu kha thử nè đồ bị ấp chìm ràng nè được thằng mà tài tiền lương nó dùng bòi bài đang màu đây có thà tăng bị chụp xài máu so lưới nâng này anh mình nè bắt đầu cảm cho cái sàn này xì bàn ta sàn xì bán là sàn được là bỏ hộp bán và là sàn khác hộp bật bán được cả đạp đập chào lấy những hộp ấy cả mày nè nâng này phần mình ham thế được mà vậy chẳng ăn ham mày nè na chọn sàn nè na chọn ấy tiết vị chỉ sệt sợi dây phìp bị pro chế bạc bật tê là thị bị chia thập bật tay mày này thà sợi dây phèp nong chìm nư sợi dây phèp nong cà thơ sợi dây phèp nong cà sầm rạch chất thơ rừng mình thơ rừng bảo kê tụ bay quạt thơ quạt vô lôi lôi quạt thơ ta mình vô lôi dơ nè mày nè nè ngài quạt vô dạng mách thơ chẳng biết chỉ sợi dây phèp còn tại nong là thịt chia thập bát tài nắng kim mến sợi dây phèp thơ ấy có thơ tư tập văn nắng ấy trâu miên sứt mũi tiết tha nị dây ấy còn nị dây tới cùng ao tập tập tụ bị biên kề nàng à ca phần yol ca đa tuyền ca phần hành pháp thành đi khó đi trâu anh nó có chia sẻ đầy hiệp này mình chẳng hãy nhận nhóm tiêm tia thả thưa đường bao cana ta chăm bàn dây tề vô bỏ thưa phần ảnh dây đường sứt bao cana đây nè mền ớt bà sơn nết mai tôi thao thao cùng thưa anh nó tự mà bạc vào sơn đấy tại mà cần là ba phần hai nơi khó nơi tư ở bên ha ở lực trong chung môn là nam mà nhẹ tiệt lực tầm pơ để đức bệ sa ma sang phật chẳng bằng lực tầm pơ ta thưa anh chế khó thưa anh chế tư ở trường ở chung môn là nơi nào nè mình nhớ ưu tiên họ tha bộc cô na bộc đức ác rõ đòi cai đòi vị cha đòi chất bộc cô nó hao tháp biển chân ta khóc với nhau đấy mình chăm chú mua nè lớn ta đưa một bơ ta nè nè bà bật thô thọc tiếp chỉ chốn thọc tiếp bà cô nè miên thô biên nó không chết bà cô nước chỉ bà cô biên lớn ta một bơ
chúng các ông bớt lực chom tiệt lực chom tiệt chỉ sứt sợi phép nông càng vậy không chờ lòng nhận nhóm ai tiêm tia sứt thạc kia phước ấy sợi kê ok át mang vậy ấy có sợi tập tham áo đài tại tham áo ọt bàn tục bật chân nàng bái ọt bàn tục hà mê ọt đây ọ ưu tì hòn nập bêl mũi prea xa mai xam phút bóng áo prea mô cờ liến tự pro ạ kỵ tọt tạ thế nhé ạ kỵ tọt tạ nó miên sơ đọc bòn nè mán đọc bòn ơ bì mơn thẳng bòn á mán đọc bòn mơn đó bần bần chùm luôn bà gót mán à, mấy nên chờ lòng ổ rù bê lạc sơ bà ạ kỵ tọt tạ nó miên sơ mà mơn ạ kỵ tọt tạ chi ạ mạt thông rộp bác sạch bạc sê nê tị cò sò đọc bê ອະພົກຂອງພະບາດພະສິນທິກໍສອນປັນ 3 ດາສະກົດຕຶອະຕິຕະຕະນັ້ນຊິອາມາດທົມມັນຖືການຈຸມຸຍສະດັດຈີໂກນນີ້ກໍຕົບູຊຕຶບູຊມີກິບູຊຕາມລັງມາເມີນແນ່ປັນບູຊແມ່ນບູຊໃນພຸດສາສະໜາເດບູຊໃນក្នុងລັດທິ 1 អកុសលឲ្យវាបៀតមានចិត្តហ្នឹងប្រាប់កូនសិស្សទៅយកខ្សាច់ពីក្នុងបាតស្ទឹងហ្នឹងមករយមើខ្សាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងកិច្ចបដិបត្តិរបស់ពួកគាត់រយយូរយូរកើតជាតបូកខ្សាច់ហ្នឹងទៅជាពំនូខ្សាច់ធំទៅនឹងស្ទឹងហ្នឹងមានអ្នកក្រេតមួយឈ្មោះអហិច្ឆតៈអ្នកក្រេតក៏មកពេលនៅទៅនឹងថ្ងៃមួយចូលទៅស្ទឹងហ្នឹងទៀតស្រាប់តែឃើញអ្នកក្រេតនៅលើពំនូខ្សាច់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាគោរពបូជាថាជាអ្នក miền ba rầm mây gì ấy chẳng tới, sẽ đặt địa cờ riêng nó có từ tu là ca của rục bao cái miền rực ưa nó nặng mỏng từ, chẳng bao thà ca của rục bao dân thôi ở sát đây phải đào, nẹt ta cả đói phơ ở để xa từ dân nâng, mấy ta nẹt ta không ai bây anh đực tận địa nâng chẳng nẹt nó quy môn hồ xây tam as tam bon bao quạt đấy còn đại tăng luôn phơ nẹt miền bon này phong, còn tuần này tuần nó phải là ngày muối khơi nhà phẩm nục sạch nhưng về lõ có một pen lên đâu đọc pen lấy mà nước tao hiếp đằng rồi đấy sao ta khơi kê phương phanh cũng ồ kê của rụp anh ta đọc rụp anh tóc bao cuộc quỳ lòng thùng chạy tới chắc vì nâng máu nẹ nè tôi phẩm nục sạch nhưng ta ớt của rụp banh thường phù hồi ngọt mà cứ tăng khuôn ấy chỉ nẹ mên bà rồi mày vì muốn ớt hơn nâng khơi nhé ca của rụp bò mà nước dương nâng ạ thôi ở sạch nâng bà đê bà đà ọt nẹt ta bắt đây bắt đây ở cua từ dương nằng ảnh vì môn nẹt ta ăn bên cạch ăn bên cạch ấy thế vận động mình đục rục 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 nẹt ta cạch bắt đầu nằng ngày đã chẳng nấu bê nằng rương bê chăng ai à cái này vậy ta mua cái liền từ bê giống bán chăn nẹt nằng chăn nẹt mình vậy về nhé ở sập tới ta mua cái liền còn mình phơi chín nẹt prà rớt tới chăn nẹt nằng đó là chuyện này nịa nấng có sọc chất ba cục bé bọ từ bố ơi một cái liền nấng cung mà dụng nấng pru à kỵ tọt tại hay nấng xa vẹo cốt ọt ơi một cái liền sẽ nặng đầu thế ấy phụ quan nấng cực thảo ô một cái liền nấng ngọt bá ra giang nịa nấng xì bắn phụ nịa nấng khơi một cái liền tới ọt khơi cổ rục giống bánh phơn đại rồi mó còn một cái liền lục miền rực đó đôi thma ấy chè ó hết nè ngài lộ miên rứt sầm mai nu miên vô rứt mọc bao kê tê ok lộ vô tật tật đắc sai đầm bấy pro nè nâng ở chục pol đại tụ pra rứt chỉ mui nè nâng miên trong tật phơi ở nè nâng tự chỉ rằng nè tê cứ tâm bẩm bạ miên nè rồi bọc nè nâng cầm ói click luôn cầm ói kết đặc luôn này nó còn bao tiền vô tâm bẩm bạ đó nè ngài ai sập tập lực lãng phu à kỵ tọt tạ nâng kê tự đó tôi mơ tức sắp tức hơi niệm bạc về chẳng hãy bằng cùng ôi trời phiền trời ấy hãy bàn xu tha hi lô mà cha giang mạch hói niệm mình biết biên tế rứ hãy bàn mô cử liên lục tha cho niệm mình mơ là ná cùng phung tập bạc về bạc bạc bè bạc ôi dương này có lúc chung cung thoai bông cung bè mô cử liên về nâng nếu quên nâng phía xa mà xa mà phút đăng thả ca nghĩa rồi bỏ phổ mô kỳ liên xâm rách của bóng từ đó tì nụ đó từ đó tì nụ
មកកលៀនក៏ចោះមកថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឡើងគង់លើពំនុកសាច់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយគ្មានបលាំងអីទេអ្នកថ្មមើលនេះវាសាហាវពេកមិនចង់ហ៊ានអង្គុយហ្នឹងហើយដែលឃើញញាតិញោមទុំក៏គេលើថាថ្លៃផងអីប៉ុន្មានហ្នឹងដូចថាមក 500 ភ្លឺទៅពួកដែលគេគោរពអគិតតតៈរាប់ម៉ឺនអ្នកញាតិញោមរឿងអាការគោរពខុសហ្នឹងណាមិនតិចគ្នាទេយើងឥឡូវគេថាបើគេខុសមិនក៏គេទៅគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាដូចគោរពអគិតតតៈហ្នឹងរាប់ម៉ឺនអ្នកខ្វះអីអាគោរពខុសហ្នឹងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកអញ្ចឹងខុសនឹងត្រូវមិនអាចបោកប៉ាន់ចំនួនបាននេះព្រះតូចជាងគ្រូយើងទៅរួចពុទ្ធដែរតែពុទ្ធ 100 ឆ្នាំប៉ុន្តែនឹងអគិតតតៈបួសរួចហើយបានសម្រេចព្រះអរហន្តរួចហើយក៏បានប្រើរិទ្ធអីហោះឡើងលើហើយចុះមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាគ្រូអីចឹងទៅប៉ុន្តែមុននឹងបានសម្រេចនោះពុទ្ធត្រាស់សួរអគិតតតៈនឹងថាមនីលអគិតតតៈតើអ្នកមានប្រកបដីបង្រៀនសិស្សរបស់អ្នករបៀបម៉េច មានពេលខ្លះព្រះអង្គនិយាយចំអំពើនឹងមកបានគាត់ប្រាប់ចឹងថាឲ្យតាមកផ្ដល់អាហារជូនអាហារពួកយើងខ្ញុំរួចហើយពួកយើងខ្ញុំនឹងតែងតែឲ្យពោរួចហើយឲ្យពួកអ្នកទាំងអស់នោះថ្វាយបង្គំភ្នំថ្វាយបង្គំរូងភ្នំថ្វាយបង្គំដើមឈើថ្វាយបង្គំអារាមចាស់ចាស់ ចេតដីចាស់ចាស់ជាទីពឹងចេតដីនឹងមិនមែនដូចក្នុងន័យដែលព្រះអង្គពន្យល់ពួកវាជីទេថ្វាយង្គមមិនមែនថ្វាយង្គមរំលឹកគុណគឺថ្វាយង្គមសុំសុខវាខុសគ្នាមួយគេរំលឹកវីរៈបុរសរបស់គេដោយថ្វាយង្គមចេតដីដែរអានឹងព្រះអង្គមិនហាមទេតែមួយទៀតណាថ្វាយង្គមចេតដីនេះថ្វាយង្គមសុំសុខអារាមចាស់ចាស់ចេតដីចាស់ចាស់បានព្រះអង្គត្រាស់នៅក្នុងគាថានឹងច្បាស់ថាពហុងវេសរណង្យន្តិ เวเนนิอัปปปตานิเวเนนิจะอารามะรุกขะเฉตฌานิมนุสสาปิยตจิตามนุสสดจรานได้ត្រូវភ័យគ្រប់សង្កត់ហើយតែងតែយកព្រៃទាំងឡាយខ្លះភ្នំទាំងឡាយខ្លះអារាមនឹងចេតដីចាស់ចាស់ទាំងឡាយខ្លះជាទីពឹងជាធម្មតាព្រោះមានភ័យហើយងឹតអត់បិណ្ឌបងថាណូបលៃនឹងណូអញ្ចឹងមក โนเฮตังโนนั้นแปลว่าโนนั้นมั้งแปลว่าอดนั้นมั้งโนสระเอามั้งโนนั้นโนสระเอานั่นไงพระองค์ท่านุมันเหมือนจะตีปึงดอกเซมเต វាអាចពឹងបានដែរអាចរងងាប់អភ័យនឹងបានមកផ្លេតផ្លេតដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាទីពឹងដកសេមឡើយសេមនោះគឺវាតិចស្ងប់វាអត់ភ័យណាមិនមែនជាទីពឹងដកសេមទេនឹងមិនមែនជាសរណៈដ៏អត់ដំទេសរណៈមុតតមិនមែនជាទីពឹងដកសេមមិនមែនជាទីពឹងដកអត់ដំទេ មែនទេកន្លែងនោះព្រះអង្គបដិសេធចំហ្មងចំអំពើអំពើថ្វាយង្គមព្រៃថ្វាយង្គមភ្នំថ្វាយង្គមអារាមចាស់ចាស់ថ្វាយង្គមចេះដីចាស់ចាស់ដើម្បីសុំសុខហ្នឹងព្រះអង្គបដិសេធឈឹងហ្មងព្រះអង្គបដិសេធតែអំពើទេឃើញទេអត់ថាចំឈ្មោះទេអត់ថាអ្នកនេះអត់ថាអ្នកនោះទេនិយាយតែអំពើឃើញទេ ប៉ុន្តែហើយបានព្រះអង្គបង្ហើបមិនមែនគ្រាន់តែហាមទេបង្ហើបថាយោជៈពុទ្ធេញ្ញធម្មេញ្ញៈសារណង
ສັງຂັງຈະສະລະນັງກະຕາລູກແຕ່ບຸກຄົນເລນະມີປະຕະນະໄຕນັ້ນຈະຕີລະລຶກຄືປະພຸດປະທໍປະສັງຈະຕີລະລຶກນັ້ນມັນເປັນຍໍສົກເດຍິນຖ້າຍົນປີການຕີປຶງຕີລະລຶກນັ້ນຕິດຄັ້ນຖ້າຍົນຈະໂກເລຈະໂກໂດຍក្នុងປະພຸດນັ້ນຈະແນ່ຮູ້ຄືນທໍປະທໍນັ້ນຄືຈະມີອາກຽໃນການປະຕິບັດແອປະສັງຈະຕູອົງກຸມຮູ້ ໃນການປະຕິບັດນັ້ນឯងມີບຸກຄົນ3ນັ້ນວັດຖະ3ນັ້ນຈະຕີລະລຶກມີໃນຈະຕີຕັ້ງຮູ້ຫາຍຈໍາເລີນປັນຍາລະຫົດເຄີຍຈະບາດສັດຈະທໍອະຣຍັນຈັດທາງທີ່ກັງແມກແກງທີ່ດາມນັ້ນຄືຖ້າມີປັນຍາເຄີຍຈະບາດໃນສັດຈະທໍຄືຕົກຄັງຕົກຄະສັດຈະອັດຕະກະມັງນັ້ນຫັ້ນສິກໃດຕົກ 1 ໃຫ້ດໍນໍໃຫ້ກາຕົກ 1 ນິໂຣດຄືປະນິພານ 1 លុះទៅអញ្ចឹងដល់កម្រិតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថានោះទើបជាទីពឹងដ៏ខ្សែមនោះទើបជាទីពឹងដ៏អត់ដ៏អត់ដំដូច្នេះក្នុងការនិយាយត្រឹមអំពើមិនជាការប៉ះពាល់សិទ្ធិតែញាតិញោមណាញាតិញោមអាចពិចារណាឃើញអញ្ចឹងនិយាយត្រឹមតែអំពើដោយមិនគិតទៅលើបុគ្គលណាមួយទេមិនជាការប៉ះពាល់សិទ្ធិទេ ឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយថាអំពើឆក់ប្លន់គឺជាអំពើអាក្រក់មានប៉ះពាល់សិទ្ធិនរណាទេមានប៉ះពាល់សិទ្ធិនរណាអំពើរំលោភបំពានគឺជាអំពើអាក្រក់អត់មានប៉ះសល់ទៅសិទ្ធិនរណាទេគ្រាន់បង្ហាញមនុស្សឲ្យឃើញថាអានឹងអាក្រក់មែនអូការបន់ស្រន់បួងសួងសុំសេចក្តីសុខគឺជាមច្ឆាទិដ្ឋិអត់មានឋានៈណាផង ប៉ុន្តែបើអ្នកណាក៏ដោយតែធ្វើតាមហ្នឹងអត់នោះហើយនិយាយពីអំពើដែរមនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អកណ្ដៅតែអត់ប៉ះប៉ោសិតកុំឲ្យតែជាងអល់ចំមួយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើនិយាយចំក៏ដោយហើយជាពាក្យពិតក្នុងន័យពន្យល់នៅតែអត់អីទៀត ប៉ុន្តែមានផៅតាមត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នគឺបកមកវិញណាហ្នឹងចឹងហើយដូចមិនមានអីតទៀតទេណាប៉ុណ្្នឹងចុះមិនបន្តអីទេបាទមានអីហ៎បើមានស្មារតីឆ្លើយបើមិនមានទេបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះបាទសូមអនុមោទនា